Cửa hàng Nông Cơ Thị Hải xin kính chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng ấp 365 huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Số điện thoại để quý khách hàng có thể liên hệ qua hai đầu số 0337 01 9191, 0974 644 973. Hôm nay bên em tiếp tục về được trục cái đầu máy Kawasaki TZ53E. Hàng này thì bữa cách đây khoảng tháng nó đã cập bến tại Việt Nam mình ha. Và em là đơn vị đầu tiên nhập hàng này về, và sau các đơn vị khác nhập. Thì hàng này thì nó quá là xịn sò rồi. Máy lớn khủng nhất hiện tại ha, khủng nhất hiện tại. Thì em lấy mở để khui đây cho anh em. Một con máy cắt cỏ mà khủng nhất hiện tại, mạnh nhất hiện tại, TZ53. Đợt này thì về trục đầu máy này thì chỉ về là đầu máy thôi, không có cần. Hiện tại bên cần em còn nhà vẫn còn, nhưng mà công ty báo bên đơn vị em là tăng giá lên. Thì đúng một cái dịp mà vừa với sale khuyến mại đó, thì công ty lại bảo hết đợt khuyến mại là tăng giá lên. Đó. Tăng giá lên nên là em tranh thủ ôm đến vài chục cục. Thì hiện tại đây về trước mắt về đây chục cục đó. Thì chục về cục, chục cục thì em quay đi cho anh em ha. Con máy khá là lớn, Kawasaki TZ53E. Mẫu này và ở đây thì cũng có TZ45E nữa ha. Đó. Đều hai họng gió và công nghệ mới nhất. Đó. Quá xịn sò luôn. Và bản này thì nó làm thêm cho anh em một cái nắp chụp nữa này. Đây này. Nắp chụp này là nắp chụp bảo vệ bộ quả ga. Đó. Để cho nó tăng tuổi thọ lên, chống hao và mòn từ đất đá. Đây, như này này, gắn như thế này này. Chụp lại giống như hồ thằng Thủy Điển nó hút lên em 143R. Đó, nó như thế vậy đó. Cực kỳ xịn sò luôn. Chế xăng One Pro. Đó. Bố cồn thép cực kỳ xịn sò. Công nghệ hai họng gió mới nhất. Đầu máy thì lớn. Khủng bá cháy luôn. Đây. Chế xăng hai họng nha. Đây. Họng trên này và họng dưới ha. Dài. Hàng này thì nhớ như thắc mắc hỏi có phụ tùng không thì nó có đầy đủ hết nhá. Lòng bạc bữa nay nó có hàng của công ty rồi, không cần xài đến chính hãng này, tại chính hãng rất là cao, thì em mua hàng phụ tùng nó được. Hay bộ khởi động của nó đều có hàng rời ngoài, hàng công ty rời, chứ không phải là chính hãng, là anh em có thể sử dụng được. Và với một con máy như này thì anh em chỉ cần quan tâm số series ở đây. Thì khi anh em mua sản phẩm sẽ được bảo hành 12 tháng, gồm IC lửa và chế hỏa khí. Và có một điều đặc biệt như thế này này. Trước đây thì chưa có những cái hàng thùng như này, thì anh em đã từng qua sử dụng con Kawasaki với hàng bãi, Kawasaki hàng bãi. Nhưng mà được một thời gian vài trăm cục là hàng bãi nó hết, bán hết, năm hai năm bán hết, thì hàng mới nó ra, hàng mới chính hãng nhá, anh em lưu ý thì chính hãng nhá. Thì trong quá trình sử dụng vài năm thì tất nhiên không tránh khỏi những cái vấn đề hao mòn từ bộ bố côn, lòng bạc hay là chế hỏa khí hay là bình xăng con này này. Rất nhiều anh em sử dụng biết là rất là ngon, nhưng mà vẫn lo sợ vấn đề là nó có đổ thay không. Và đặc biệt anh cứ đổ đi. Và đặc biệt có một điều như thế này này, là cái bình xăng con này nó không sử dụng kim chỉnh mà nó căn tự động hết. Nó căn tự động hết thì đối với những cái bình xăng con như này phải đòi hỏi một cái trình độ tay nghề rất là cao. Đó. Có một kinh nghiệm trong nghề nghiệp thì mới điều chỉnh được nó nha, với điều chỉnh được nó. Chứ nếu mà dân của mình các bác sử dụng ấy mà để mà điều chỉnh được cái con máy này thì rất là hơi khó chịu. Tức là anh em chỉnh căng ti linh tinh thì được, nhưng mà nếu anh em mà chỉnh cao hơn nữa mà vụ nó có trục trặc gì liên quan tới cái bình xăng con này thì anh em xử lý không được, tại vì nó chỉnh tự động hết rồi ha, chỉnh tự động hết rồi. Thì trong quá trình nhiều anh em sử dụng vài năm thì nó trục trặc, nhiều khi anh em trục trặc không làm được, đưa ra thợ bó tay. Có một số thợ không phải thợ nào cũng có đạt đến trình độ đẳng cấp để mà làm anh hiểu không? Đó, nên là nhiều khi lắm anh em bó tay hoặc là không muốn làm thì bó tay. Đó. Thì mà khi mà thợ đã bó tay thì người dân mình thì cũng đâu có sử dụng được, thì cũng vứt ở nhà thôi. Thì một số cái máy mà đã phải liên hệ tới bên em thì em cam kết với anh em như nhau,
khi anh em sử dụng trong vòng 12 tháng, nếu hư bình xăng con sẽ được công ty hỗ trợ bảo hành thay thế, đúng không? Nhưng mà ngoài ra khi anh em sử dụng trong vòng 2 năm mà nếu nó có bị hư bình xăng con thì em chia sẻ với anh em như thế này này. Anh em gửi cái đầu máy về đây, bên em làm cho anh em không đáng bao nhiêu tiền cả. Đó, cao lắm là 200 ngàn thôi. Đó, công cáng ngồi làm rồi phục hồi lại cho những người chẳng con. Thì tại sao lại phải phục hồi? Nếu bây giờ biết xác định cái lỗi của nó là hư cái mình chẳng con này, anh em thay cái zin vào thì tất nhiên nó phải ngon rồi. Nếu mà ngược lại số tiền anh em bỏ ra, nếu hàng chính hãng qua một rồi như này, phải hơn triệu một cái mình chẳng con. Đó. Nhưng mà nếu anh em gửi về đây, bên em bán với kinh nghiệm trong nghề, em gửi vào đây em phục hồi lại cho anh em. Nếu thực sự phục hồi hư, phục hồi lại ha, anh em không cần phải thay, mình vẫn giữ được cái chế hay cái bình xăng con nguyên bản của nó, mà em bao xài cho anh em, không sử dụng được phục hồi cho nhá, xài ngon mới lấy tiền, không xài ngon không lấy tiền, nó là như vậy. Gửi máy vào đây làm ngon lành cành đào bắt đầu mới lấy tiền rồi anh em. Còn nếu không được báo anh em là không được đó, nhưng mà tới 99% là phục hồi hết đó. Phục hồi được hết, không phải suy nghĩ. Dù nó không có kiêm chỉnh hay có kiêm chỉnh thì cứ cầm vào đây em xử lý cho anh em phát một hết đó. Thì bởi vậy nhiều khi nhiều anh em mua hàng online ấy, hay là mua tại cửa hàng cũng vậy thôi, nhiều khi bây giờ anh em mua một con máy, tất nhiên Kawasaki hàng mới mà, hàng bãi em không nói, nhưng hàng mới mà, thì nhiều đơn vị bán, không phải riêng một anh em đó, rất là nhiều đơn vị bán, cực kỳ nhiều. Nhưng mà cái quan trọng nhất này là cái vấn đề là hậu mãi ấy. Anh em mua một con máy, nhưng người ta bán cho anh em một con máy, sau đó người ta có trách nhiệm cho máy của mình thì nó khác. Còn người ta bán cho anh em với cái máy, bán theo kiểu là đến khi mà máy nó trục trặc hư, người ta không xử lý cho anh được, ngoài vấn đề bảo hành đi. Nhưng mà một trường hợp bây giờ nếu như một cái máy mà cầm đến đây em chỉ làm hết 100 mấy thôi là sử dụng ngon bình thường, nhưng mà thay vì không cầm đến em đó, mà anh em đưa ra thợ khác người ta không làm được, hay là bó tay đè ra thay những con khác, thì có phải là thiệt thòi cho anh em không? Đó, anh em hiểu vấn đề chưa? Thì thường ấy là những cái máy mà mua của bên em ấy, mà khi sử dụng mà nó hư như vậy ấy, thì em lấy, anh em chủ yếu lấy tiền công thôi, thay phụ tùng chút xíu thôi. Đó, nếu anh em mua ở nơi khác mà sửa thì chi phí nhiều khi nó cao, tại vì em phải tính tiền công lên rồi này. Mua tại em nhiều khi em chỉ thay tính tiền đồ thôi. Đó, nhưng mà đối với những khách hàng mà mua thì hầu như em làm bảo hành lại cho anh em đàng hoàng, rồi sử dụng mà nó bị lỗi thì cố gắng phục hồi lại cho anh em xài. Tại vì mục tiêu là khi mình bán là một sản phẩm thì mong muốn là khách hàng mình sử dụng cực kỳ ngon, cực kỳ xịn sò, nó là như thế thôi. Và chia sẻ với anh em một chút ít về cái con máy này là nó là như vậy. Thì ở đây thì có rất là nhiều, đây là từng thùng máy này, còn ở đây là bản TG45, đây em coi thì nó cũng đều là sử dụng chế là chế 2 tầng luôn, mà cần tự động hết đấy, cần tự động hết luôn đây, đây em coi. Đây. Ở đây thì nó không có nắp chụp nhá, TG45 này thì nó không có nắp chụp đâu, không có nắp chụp 45, tại vì cái lô này là lô hình như là lô khá là lâu này, 53 là lô mới. Rồi, con này 45 ha, nó nhỏ hơn, 45cc xe lanh 40, còn con này xe lanh 44 và 53cc. Thôi bỏ đi anh trai. Đây, con này thì nó không sử dụng e gió mà sử dụng cái chốt e tự động này, anh em chỉ cần giật vài cái kéo e này lên, đẩy cái này lên này là nó tự động bóc ga, anh em bật ga nó bật về. Đó, có hai họng gió luôn. Thì đối với những cái dòng máy này thì em bao hết cho anh em nhé, lực và bình xăng con. Ngoài ra một năm sử dụng mà nếu mà nó có trục trặc liên quan tới bình xăng con, bên nào hỗ trợ làm cho anh em phải lo, không phải suy nghĩ ha. Thì thường ấy là những khách hàng người ta mua hàng, người ta mua những thợ thầy có kinh nghiệm trong nghề, thì để khi mà sử dụng mà máy móc đâu có thể nói trước được điều gì, sử dụng mà nó phải hư chứ, nó hư thì người ta sẽ có trách nhiệm với cái máy và người ta làm thì với cái giá người ta không lấy tiền công, nó là như vậy, thì mình sẽ rẻ hơn. Thay vì anh em mua con máy cầm đến nơi khác thì tất nhiên chi phí sửa người ta phải tính tiền công vào thì nó sẽ cao hơn so với một con máy mà anh mua tại cửa hàng người ta bán cho mình cái máy và người ta có trách nhiệm, thì chi phí sửa nó sẽ rẻ hơn, đó là như vậy. Và đầu máy này thì bán với giá là 3,5 triệu mà bao ship,
Còn đầu máy này thì 4 triệu bao ship thôi nha, mua hàng đặt cọc trước 500 ngàn để làm ship hàng ha. Đấy. Còn anh em mua cần không thì nó sẽ là 5 triệu 6 một phiên bản Kawasaki này. Còn này thì là 5 triệu. Và lưu ý nó tùy theo cần, cần em có cần chính hãng của nó là cần Kawasaki. Còn nếu anh em thích cái cần mà Trung Quốc linh tinh vào ấy, thì giá nó rẻ hơn được vài trăm ngàn đó. Nhưng mà em khuyên chân tình anh em luôn, tại vì máy này rất là mạnh, anh em nên xài cần ngon vào, đừng có ham rẻ mà xài cần chất lượng nó kém quá là không có tốt ha. Thì thêm vài trăm ngàn mình mua cần ngon nó xài cho nó bền rồi. Thì đó là một chút ít chia sẻ cho anh em. Thì anh em có nhu cầu sở hữu con máy này thì cứ liên hệ trực tiếp. Còn máy móc thì bên em cứ bảo hành được chính hãng là như vậy, tính từ ngày thời điểm anh em nhận được sản phẩm. Hàng này thì không phải suy nghĩ rồi, em bán tại cửa hàng cũng như online rất là nhiều, quá mạnh luôn. Kết nhất là nó là hai hộp gió lợi xăng và mạnh là khoái rồi. Còn nó cũng có trợ lực nhưng mà hộp giật thì nó hơi hơi nhỏ nhỏ mỏi ha, khởi động nhỏ. Rồi bây giờ em sẽ kết thúc video ở đây. Để anh em có nhu cầu sở hữu thì liên hệ nhanh tay ha. Rồi cảm ơn anh em theo dõi video. Xin chào anh em.